Có rất là nhiều người đang nhầm lẫn sữa ong chúa và mật ong. Vậy sữa ong chúa là gì? Nó có tốt không? Mua sữa ong chúa loại nào thì hiệu quả? Vậy thì các chị hãy dành một chút thời gian để lắng nghe chi tiết về những loại sữa ong chúa hot nhất hiện nay. Có một số vấn đề mà nhiều chị em đang nhầm lẫn là sữa ong chúa được làm từ mật ong mà tại sao nó lại đắt như thế? Mật ong thì có khoảng 100 cho đến 200 nghìn đồng trên 1 lít. Vậy thì sử dụng mật ong, chứ uống sữa ong chúa làm gì? Và đây nó là một cái sai lầm của rất nhiều người. Nên là hôm nay em sẽ chia sẻ cho các chị trong video này để mọi người cùng biết sự khác nhau giữa sữa ong chúa và mật ong. Đầu tiên ấy, thì sữa ong chúa có phải mật ong hay không? Thì em xin trả lời là không. Sữa ong chúa nó chính là thức ăn của con ong chúa. Và sữa ong chúa này nó do con ong thợ làm ra. Và con ong thợ thì nó làm ra mật ong và nó làm ra sữa ong chúa để nó nuôi dưỡng con ong chúa để đẻ ra các ấu trùng ong con. Sữa ong chúa thì nó tốt như thế nào? Thực tế thì con ong chúa này nó ăn cái sữa ong chúa và tuổi thọ của cái con ong chúa này nó gấp 30 cho đến 40 lần con ong thợ. Mỗi ngày thì nó đẻ ra được rất là nhiều cái ấu trùng ong con. Con ong thợ thì có cái tuổi đời khoảng là 4 cho đến 6 tuần. Nhưng mà cái con ong chúa thì nó lại sống được cái thời gian của nó từ 4 cho đến 6 năm. Một cái khoảng thời gian rất là dài đúng không ạ? Bởi vậy cái sữa ong chúa nó rất là tốt. Mỗi một tổ ong thì chúng ta chỉ thu được khoảng độ 1 lít sữa ong chúa. Và cái số lượng của nó rất là ít đúng không ạ? Một tổ ong thì có thể thu được rất là nhiều mật ong. Nhưng mà nó chỉ thu được 1 lít sữa ong chúa thôi ạ. Trên thị trường hiện nay thì có hai loại sữa ong chúa cơ bản. Đấy là sữa ong chúa tươi và sữa ong chúa dạng viên. Thứ nhất thì cái loại là dạng sữa ong chúa tươi. Và loại này thì chị em cần biết cách để bảo quản, không thì nó rất là dễ hỏng. Và hai nữa thì thị trường hiện nay rất hiếm để mua được cái loại sữa ong chúa tươi nguyên chất. Cái thứ hai là một cái dạng rất là phổ biến ở trên thị trường hiện nay là dạng sữa ong chúa dạng viên. Và có rất là nhiều hãng sản xuất ra cái loại sữa ong chúa dạng viên này. Có cả nước Úc, nước Mỹ, kể cả Việt Nam người ta cũng sản xuất. Nhưng mà em chia sẻ với các chị về cái hai cái dòng sữa ong chúa của Úc và được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Vì Úc nó là một trong những cái nôi về thực phẩm chức năng cao cấp và được rất là nhiều người trên toàn thế giới sử dụng. Không chỉ ở nước mình đâu ạ, mà rất nhiều nước trên thế giới người ta đều tin tưởng những cái dòng sản phẩm sữa ong chúa hay là thực phẩm chức năng của Úc. Về cái công dụng của sữa ong chúa thì trong cái sữa ong chúa nó có chứa rất là nhiều cái protein, axit béo và các cái loại axit amin và các cái thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Về cái công dụng của sữa ong chúa đối với sức khỏe thì sữa ong chúa nó giúp cho là giấc ngủ sâu. Một cái công dụng này mà ít người chia sẻ trên mạng. Nhưng mà thực tế thì khách hàng bên em đang sử dụng và phản hồi lại là cái dòng sữa ong chúa này nó giúp cho là chị em được ngủ sâu hơn, giấc ngủ ngon hơn. Những ai mà gặp cái tình trạng là khó ngủ hay là ngủ không sâu giấc thì mọi người nên tìm hiểu về những cái dòng sữa ong chúa để sử dụng. Vì nó có một công dụng rất tốt đối với sức khỏe, đối với giấc ngủ. Cái thứ hai nữa là cái sữa ong chúa này nó giúp là tăng cường sức khỏe. Những ai mới ống dậy, những người bị suy nhược, người già thì sử dụng sữa ong chúa rất là tốt. Nó giúp là bổ sung sức khỏe và tăng cường tuổi thọ. Như mọi người biết thì con ong chúa nó có cái tuổi đời của nó gấp 30 cho đến 40 lần con ong thợ. Vì nó sử dụng cái dưỡng chất sữa ong chúa mà con ong thợ tiết ra. Vì vậy thì là cái sữa ong chúa này nó có một cái công dụng là tăng cường tuổi thọ và tăng cường sức khỏe rất là tốt. Ngoài việc ra là giúp ích cho cái việc tăng cường sức khỏe thì sữa ong chúa nó còn giúp cho là chị em làm đẹp rất là hữu hiệu. Đối với làm đẹp ấy thì sữa ong chúa nó bổ sung protein, tăng cường cái protein và các cái axit amin giúp cho cơ thể chúng ta là được căng bóng mịn màng. Hầu như là chị em ai cũng thích điều này đúng không ạ? Vì protein nó là một cái dưỡng chất không thể thiếu của cơ thể. Nó có ở những cái vị trí như là da, gân, cơ, xương. Nên là nó giúp cho là da được căng bóng, xương được chắc khỏe. Vì vậy là nó bổ sung protein. Nên là cái sữa ong chúa này nó có một công dụng rất là tốt. Ngoài ra ấy,
Thì để làm đẹp thì chị em cũng thường hay sử dụng cái sữa ong chúa tươi, hoặc là sử dụng cái sữa ong chúa viên này để bôi mặt, để cho cái dưỡng chất của cái sữa ong chúa này nó được hấp thụ trực tiếp vào da, giúp cho da là căng bóng, hồng hào và trở nên mịn màng. Từ nãy đến giờ thì em đang nói về cái công dụng của sữa ong chúa, nên là mọi người đang thắc mắc về là hai cái dòng sữa ong chúa này nó như thế nào và nó có cái đặc điểm gì mà khiến cho nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Thì em chia sẻ đây là hai cái dòng sản phẩm sữa ong chúa đều của Úc, nhưng mà hai hãng khác nhau. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, Australia, hetycare.com.au, đây là tên miền của nước Úc. Cái sữa ong chúa này thì thuộc hãng Hetycare của Australia, mọi người có thể nhìn kỹ đấy ạ. Còn đây là cái sữa ong chúa Royal Really, cũng tên là Royal Really, nhưng mà cái sữa ong chúa này là của họ hãng là Costa, cũng của Úc ạ. Made in Australia ạ. Vâng. Đây là hai cái sản phẩm của Úc nhưng nó ở hai cái hãng thương hiệu khác nhau. Và cái hộp sữa ong chúa Royal Really này thì nó có 365 viên. Và mỗi viên cái sữa ong chúa này thì nó có 1000mg. Viên của nó thì hình bầu dục và màu của nó màu ngà vàng. Mọi người có thể nhìn thấy ạ. Trên sản phẩm thì có ghi chữ Hetycare đấy, Australia. Và sản phẩm này thì có cái hạn sử dụng của nó là đến 2023. Và đây là mã vạch của sản phẩm và số lô sản xuất. Hàng này là hàng nội địa của Úc. Mỗi viên này chứa đến 1000mg sữa ong chúa nguyên chất. Còn đây là Royal Really của hãng Costa. Thì mọi người nhìn thấy mỗi một viên này nó chứa đến 1610mg. Và một hộp này thì nó cũng chứa 365 viên sữa ong chúa nguyên chất. Mọi người có thể nhìn thấy chữ 365 đấy ạ. Hạn sử dụng của cái sản phẩm đó, em đang làm review này là cũng tháng 5 2023. Và đây là đều là những cái sản phẩm mẫu mới nhất và đát mới nhất ở thời điểm hiện tại. Cả hai hộp này thì nó đều có cái trọng lượng của nó là 365 viên. Và một hộp như này thì chị em có thể dùng trong cái khoảng thời gian từ 5 tháng cho đến 6 tháng. Một khoảng thời gian rất là dài đúng không ạ? Ở hai cái dòng sản phẩm này thì dòng sản phẩm nào thì được lựa chọn nhiều nhất? Cả hai dòng này đều là hàng chuẩn, hàng nội địa của Úc, nên là chị em có thể lựa chọn một trong hai dòng, dòng nào cũng được ạ. Thứ nhất thì chị em cần chú ý là mua được hàng chuẩn. Mua cái sữa ong chúa nó có cái màu ngà vàng như thế này, màu sữa thế này thì nó là hàng chuẩn. Có những nơi người ta để ở ngoài không khí, hay là người ta đi đường biển về ở trong container, nó gây lên nhiệt độ nóng và nó gây lên sẫm màu của cái sữa ong chúa này, nên là chị em cần cân nhắc khi lựa chọn. Vì là hiện tại cái thực phẩm chức năng này ấy, thì ở Việt Nam thì có rất là nhiều nơi làm hàng giả, hàng nhái, bán với giá rất là rẻ. Vì các chị biết rồi, trọng lượng của một cái hộp sữa ong chúa này nó có trọng lượng của nó phải tầm 700-800g. Nếu mà tính theo đường bay từ Úc về Việt Nam với cái giá là 170-180.000 một cân, thì cái sữa ong chúa này nguyên tiền vận chuyển theo đường bay về đến Việt Nam thì cũng phải hết 150.000. Nhưng có những nơi bán những cái sản phẩm này giá chỉ 300-400.000, thì không hiểu là sản phẩm họ lấy ở đâu và chất lượng nó như thế nào. Vì vậy thì để lựa chọn được cái sản phẩm chuẩn và chất lượng đi theo đường bay, về cái giá sản phẩm thì hai cái dòng này nó có giá như thế nào? Thì cái sản phẩm Royal Really 1000mg này ở bên Úc người ta bán, đang bán với cái giá lẻ thì khoảng trên dưới 1 triệu. Nhưng mà Việt Nam thì bán cái dòng này chỉ có khoảng độ 400-400. Vì vậy thì các chị hãy cân nhắc khi lựa chọn những cái dòng sản phẩm giá quá rẻ so với giá mà hãng niêm yết hoặc là bán cho những người nội địa người ta sử dụng. Cái thứ hai nữa là cái dòng Royal Really này của Costa này thì giá ở bên Úc thì nó cũng dao động khoảng độ 900 đến 1 triệu một hộp. Ở Việt Nam thì giá nó chỉ có khoảng một nửa thôi. Vì vậy là em khuyên là các chị nếu sử dụng những cái dòng sản phẩm về chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp thì đừng ham giá rẻ, vì là tiền nào của đấy. Như em vừa rồi có chia sẻ là những cái dòng sản phẩm này mà đi theo đường bay nó rất là nặng, về đến Việt Nam giá rất là cao. Mà những cái nơi họ bán giá nó rẻ bất ngờ thì một là chất lượng không được tốt, hai là họ đi theo đường biển ở trong container, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm,
khi các chị uống vào. Đôi khi là chúng ta dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe là chúng ta muốn là khỏe lên, đẹp lên, chứ chúng ta không muốn là dùng cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe tự nhiên để chúng ta mang độc vào người, mang cho mình là một cái sản phẩm không tốt, có thể là gây hại cho cơ thể, cho gan, cho thận. Đa phần là những hàng giả họ làm không có sữa ông chúa đâu, mà chủ yếu là từ mật ong pha với bột sắn hay là một số cái tạp chất màu mùi y hệt như hàng thật. Vì vậy thì rất nhiều khách hàng bên em đã chia sẻ là dùng sản phẩm, thứ nhất là không tốt, thấy nó không đúng như là hàng thật. Cái thứ hai nữa là dùng không hiệu quả. Vì vậy, em khuyên các chị nên chọn những cái sản phẩm ở những nơi uy tín, lựa chọn sản phẩm chất lượng. Còn nếu chúng ta không mua, không sử dụng thì thôi. Còn nếu sử dụng thì hãy dùng hàng chuẩn để bảo vệ sức khỏe và làm đẹp. Sản phẩm dùng có hiệu quả cao nhất thì các chị hãy tìm đúng những cái nơi phân phối hàng chất lượng, hàng nội địa hay hàng nhập khẩu của Úc để lựa chọn những cái dòng sữa ông chúa chất lượng cao cấp và giá thành phù hợp nhất. Về cái video vừa rồi thì em đã chia sẻ cho các chị về cái cơ bản về sữa ông chúa. Em biết là các chị còn rất là nhiều thắc mắc liên quan đến các vấn đề về video, nên là nếu mọi người cần tư vấn cụ thể hơn về những cái dòng sữa ông chúa, hay là mọi người cần tư vấn thêm về những cái dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe như là tinh chất dầu hoa anh thảo, hay là bổ sung vitamin C của Blackmore, hay là thêm nữa là một cái dòng vitamin E của Blackmore được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp bên em theo số điện thoại Hoa Beauty 0985 229900, em để ở trên màn hình. Hoặc là mọi người có thể dành thời gian truy cập vào website hoabeauty.vn, em để ở dưới phần mô tả, để mọi người xem thêm về dòng sữa ông chúa hay là tất cả những cái dòng sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chính hãng. Mọi người hãy ấn like, ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất mà em chia sẻ về những cái dòng sản phẩm cao cấp của Úc được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Và cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.